quý vị, hôm nay là Đông Sương mua được cái thịt bò Kobe ở bên Costco. Quý vị thấy cái loại thịt bò này là người ta quảng cáo là khi nướng sơ bỏ vô miệng là nó tan chảy ra miệng ngon lắm, nhưng mà mình chưa có biết. Và hôm nay Lệ Sương coi như là mua tất cả là ba dĩ như thế này đó, quý vị thấy đó. Thì có thể là hôm nay anh Lệ sẽ làm một thước phim ngắn ngắn cho quý vị xem để coi thử là cái thịt này nó khác như thế nào, mà lý do tại sao người ta yêu chuộng như thế đó. Rồi chút nữa nướng thì cho quý vị xem nha. Bò Kobe, bò này rất đặc biệt. Một miếng này thì khoảng tương đương với 50 đô khoảng. Thật là ngon. Khi mình nướng miếng này thì mình trở qua trở lại trong vòng khoảng 15 phút canh, mình trở qua và trở lại. Đây, cái miếng này nó sắp chín rồi. Rất vui. Ngày hôm nay gia đình của mình tổ chức cho gia đình ngồi lại với nhau trong 4 thế hệ. Từ bà cố, bà nội, các con và các cháu. Đây. Mình đi ngó áo đi. Để đánh giá bao nhiêu kha? Mắc tiền không? À, vậy đó hả? Wow. Bữa nay thánh khách muối hay quá ta. Trời ơi. Anh nướng miếng là điểm chính cho má. Má ơi, cái này nó không cần nhai. Còn cái này mềm nhất á. Má lần đầu tiên ăn thịt này, tụi con ăn lần thứ mấy rồi?
lần đầu tiên luôn hả? Thank you, bye-bye.